Xin chào anh chị, tôi là Trần Thúy An. Hiện tại thì tôi đang phụ trách kinh doanh tại công ty Hưng Vượng miền Bắc. Thưa anh chị, sản phẩm chiến lược của chúng tôi là các sản phẩm đất nền đầu tư, đặc biệt là các vùng biển mới. Và tôi biết rằng là bên ngoài thị trường thì sẽ có rất nhiều các cái lựa chọn về đầu tư cho các anh chị. Tuy nhiên, để tìm được một sản phẩm đầy đủ về sự an toàn pháp lý, có tiềm năng lợi nhuận và giúp anh chị có tính thanh khoản cao thì không phải là luôn có sẵn trên thị trường. Và tôi khẳng định là khi anh chị đến với Hưng Vượng miền Bắc thì tôi sẵn sàng có thể giới thiệu cho anh chị được những cái sản phẩm đầu tư tuyệt đối, đảm bảo được cả ba yếu tố trên. Và nếu như anh chị đang thực sự quan tâm ở một cái kênh để gia tăng tài chính của mình một cách nhanh hơn thì có thể liên hệ ngay với tôi là Trần Thúy An, công ty Hưng Vượng miền Bắc. Cảm ơn các anh chị.